Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoa Thời Trang. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài thướt tha đằm thắm dịu hiền là nét đậm rất riêng đối với bạn bè quốc tế. Và trong video ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu mẫu áo dài siêu đẹp. Dạ vâng, áo dài không chỉ riêng tôi, mà em khi mặc đất trời cũng nghiêng. Áo cho em dáng thần tiên, áo cho em nét dịu hiền mỏng manh. Áo làm sao xuyến lòng anh, mong em cứ thế mặc riêng áo dài. Đây chính là em khách nhận hàng nhà mình rất là chim ưng luôn ạ. Em ý lại có khiếu trình diễn mốt, không khác gì người mẫu chuyên nghiệp đúng không các bạn? Đây, các bạn nhìn xem. Đây là mẫu áo dài nhà mình. Áo dài màu đỏ. Áo này là dáng cổ tròn, tay pha gen, tay lỡ, dáng tay là tay lỡ, tà chữ A, eo ôm sát, thon gọn. Với dòng thiết kế của áo này sẽ được thiết kế điểm nhấn tập trung hoa ở phần trên, chạy dài xuống thân dưới. Toàn bộ hoa được thiết kế cắt khâu tay tỉ mỉ, kết ngọc trai, laser. Phối điểm những lá xanh, nhìn rất hài hòa, đẹp mắt. Đấy, các bạn nhìn em người mẫu có duyên dáng xinh đẹp không ạ? Đặc biệt là áo màu đỏ này chúng ta có thể phối hợp với tất cả các loại quần, màu gì cũng được, ok hết. Như em người mẫu này phối với quần xanh cũng rất nổi luôn. Chúng ta có thể phối màu đen, màu vàng, màu trắng, đều rất đẹp luôn ạ. Chất liệu của dòng áo này là tằm Ý, có độ co giãn, thấm hút mồ hôi, mặc rất thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng, bay bổng. Quần của chúng ta là quần phi bóng nhé, mặc rất đẹp luôn. Form dáng thì chuẩn chỉ, đường may sắc nét. Có đủ size số cho các bạn. Các bạn ở xa chỉ cần nói chiều cao cân nặng là có áo mặc vừa. Giá thành thì cực kỳ mềm mại luôn ạ. Đến với nhà may Hoa Thời Trang sẽ vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Các bạn đã thấy chim ưng rồi thì hãy nhanh tay ấn vào đường link phía dưới để có đơn hàng thành công. Các bạn xem video hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên dưới để được xem những video mẫu mốt mới nhất của mình. Video của mình đến đây là hết. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.